siêu nhân vui vẻ, anh hùng trở về. Quái vật tò mò của hậu đậu. Nè, hậu đậu, cậu đang làm gì vậy? Chào vui vẻ. Khẩu súng tò mò của tôi bị mất rồi. Tôi đã tìm kiếm nó hơn một tuần nay. Nên giờ, mỗi khi tôi nhìn thấy một khẩu súng, tôi lại nghĩ về khẩu súng tò mò của mình. Đó là lý do tôi giấu tất cả khẩu súng của mình đi. Tôi không muốn chúng khiến tôi nhớ về khẩu súng kia. Nhưng hậu đậu, làm sao cậu có thể chiến đấu với quái vật mà không có vũ khí chứ? Tôi nghĩ rằng... Tôi biết rồi. Tôi có thể cho cậu mượn bomber răng vui vẻ. Bomber răng hậu đậu. Hậu đậu, cậu ổn chứ? Quái vật tò mò, ngày mai hãy đi tấn công hành tinh năm cánh. Rõ thưa đại tướng. Mình không hiểu nổi, tại sao súng tò mò không xuất hiện trên thiết bị theo dõi? Hả? Nó vừa xuất hiện. Hình như nó ở gần ngân hàng. Này quái vật, ngươi đã bị bao vây. Các ngươi nghĩ rằng có thể ngăn ta sao? Đạn tò mò hậu đậu. Cái gì vậy? Cứ thông thả, ta đi trước đây. Chắc là nó ở quanh đây thôi. Súng tò mò của mình. Đòn loạt súng hậu đậu. Sao lại không có tác dụng? Ôi không, mình bị bắn đạn mập rồi. Có vẻ như cơ thể hắn đã gắn liền với súng tò mò. Có thể là vậy sao? Súng tò mò, khởi động chế độ chiến đấu tối thượng. Chuyện gì xảy ra thế này? Đúng là cậu thật rồi, súng tò mò. Quái vật, giơ tay lên. Lưới bẫy hậu đậu. Siêu nhân hậu đậu. Chào các sĩ quan, các anh có thể để cho tôi tự mình xử lý quái vật này được không? Hắn là phiên bản biến hình của khẩu súng tò mò của tôi. Tôi sẽ tự mình khiến nó cư xử đúng mực. Được rồi, chúng tôi sẽ để nó cho cậu. Hãy để mắt tới nó. Đại tướng, siêu nhân hậu đậu đã bắt được quái vật tò mò rồi. Đừng lo, mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch ta mong đợi. Quái vật tò mò, hãy ở lại nhà tiến sĩ H. Ngươi sẽ sớm tìm thấy cơ hội để phát động một cuộc tấn công bất ngờ. Ồ, tôi xin lỗi nha. Tôi thường đặt vũ khí của mình ở trên kệ sau khi tôi đã làm sạch chúng. Bọn tôi về trước đây. Này hậu đậu, đây có phải là khẩu súng tò mò đã được kích hoạt mà cậu kể? Quái vật tò mò, cậu không thể tấn công bất cứ khi nào cậu muốn. Cậu có thể làm tổn thương người khác. Quái vật tò mò, trẻ ngoan không lén lút sau lưng người khác. Quái vật tò mò, trẻ ngoan sẽ không làm phiền người khác khi họ đang ngủ. Chúng ta đọc truyện tiếp nào. Lại thất bại lần nữa. Quái vật tò mò. Tôi có thể nói rằng bên trong cậu thật sự có bản chất tốt, nhưng cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Đừng lo, tôi sẽ cho cậu biết điều gì đúng và sai. Đại tướng, tôi không kiểm soát được mình sẽ bắn loại đạn nào. Và cho dù tôi có bắn trúng hậu đậu, có vẻ như mọi nỗ lực của tôi đều vô ích. Đừng quá lo lắng về điều đó. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ là thế này.
Siêu nhân hậu đậu, tôi hiểu từ giờ trở đi tôi phải là một cậu bé ngoan. Tôi sẽ không ác ý với người khác nữa. Ngoài ra, từ giờ trở đi tôi sẽ giúp cậu chiến đấu với quái vật. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn rất nhiều về sự hướng dẫn của cậu, siêu nhân hậu đậu. Cảm ơn. Quái vật tò mò. Siêu nhân hậu đậu. Quái vật tò mò. Cuối cùng cậu đã trở thành một quái vật tốt. Dừng lại đó. Cậu là ai? Tôi được tổng thống phái đến đây. Quái vật tò mò, hãy gửi giấy phép vào cửa này cho siêu nhân hậu đậu để cô ấy có thể đi kiểm tra hệ thống phòng thủ ánh sáng xanh. Đầu tiên, ngươi giả vờ là một đứa trẻ ngoan để có được sự tin tưởng của chúng. Sau đó, ngươi tìm cơ hội để vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ ánh sáng xanh. Sau đó chúng ta sẽ gửi đội quân tới xâm chiếm hành tinh năm cánh. Các siêu nhân, hệ thống phòng thủ ánh sáng xanh của chúng ta đã bị kẻ thù vượt qua. Thành phố đang bị tấn công, hãy mau tới đó ngay. Hệ thống phòng thủ ánh sáng xanh đột ngột bị tắt. Chúng ta phải đi sửa nó ngay lập tức. Sứ mệnh đã hoàn thành xuất sắc. Chuyện gì đang diễn ra đằng kia vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quái vật tò mò, ngươi đã làm rất tốt trong việc hoàn thành sứ mệnh. Hành tinh năm cánh sẽ sớm nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta. Có phải tôi là người đã gây ra chuyện này không? Làm sao tôi có thể làm chuyện này? Biến tôi trở lại dạng cây súng ngay bây giờ. Chỉ cậu mới có thể khiến tôi phát huy hết tiềm năng của mình và ngăn chặn họ. Lần này tất cả đều nhờ vào siêu nhân hậu đậu. Súng tò mò, cậu có thể biến hình trở lại rồi. Lần này suýt nữa chúng ta đã làm được. Nếu quái vật được kích hoạt chủ động quyết định tự hủy kích hoạt, chúng không thể được kích hoạt lại lần nữa. Chúng sẽ ở dạng ban đầu mãi mãi. Súng tò mò. Đây không phải là vũ khí để trên kệ. Cô ấy có thể ở cùng mình vì cô ấy là bạn của mình.
siêu nhân vui vẻ. Anh hùng trở về. Rạp xiếc trong mơ. Tiến sĩ, nếm thử bánh quy tôi mới làm đi. Cái gì đây? Sắp có đoàn xiếc tới thị trấn hả? Đây là đoàn xiếc mà tôi đã từng đến xem với bố tôi khi còn nhỏ. Buổi biểu diễn thật tuyệt. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với bố ở đó. Và sau khi bố tôi rời đi, tôi đã không quay lại đó nữa. Vậy là tiến sĩ Hắc và bố của anh ấy đã có những kỷ niệm tuyệt vời cùng nhau ở rạp xiếc đó. Phải, vậy chúng ta mua vé đi và đi xem xiếc cùng tiến sĩ Hắc. Cậu có chắc đúng là chỗ này không? Theo tớ, tờ rơi thì nó phải ở đâu đó quanh đây. Ở đằng kia. Tôi đoán đây là rạp xiếc mà tiến sĩ Hắc muốn tới. Sao bây giờ nó lại trông như vậy? Không ai muốn đi xem xiếc nữa. Công việc kinh doanh của chúng tôi ngày càng tệ hơn. Chúng tôi thậm chí không thể tự nuôi sống mình nữa. Chúng tôi đã kiên trì trong nhiều năm, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thất bại. Tôi không thể chịu đựng việc rời khỏi đây, nên thỉnh thoảng tôi có đến thăm. Có vẻ như chúng ta không thể đưa tiến sĩ Hắc đến đây xem xiếc được rồi. Tôi có ý này các cậu. Sao chúng ta không nhận những vai khác nhau của rạp xiếc và biểu diễn cho anh ấy xem? Chủ rạp xiếc, chúng tôi có thể mượn đạo cụ bên cạnh được không? Cứ tự nhiên đi. Dù sao thì cũng không có ai đến đây. Sau khi theo dõi họ nhiều ngày, cuối cùng chúng ta đã tìm thấy cơ hội. Họ muốn tham gia vào rạp xiếc. Và chúng ta cũng xem được xiếc miễn phí. Ý của ta không phải là như vậy. Tiến sĩ, anh có nhớ buổi biểu diễn xiếc mà anh từng xem diễn ra thế nào không? Đã lâu lắm rồi. Tôi thật sự không thể nhớ nhiều. Có một chú hề có cái mũi rất dài. Và một nghệ sĩ tung hứng có thể tung hứng vô số quả bóng cùng một lúc. Và có một đàn sư tử bay. Có vẻ như cũng có một màn trình diễn có sự tham gia của động vật. Chúng ta cần kiếm vài con vật. Đừng lo, nhìn xem, tôi có chúng sẵn sàng rồi nè. Ông quái bự. Tôi nghe nói các cậu muốn làm cho tiến sĩ Hắc ngạc nhiên, nên tôi tới đây để giúp mọi người. Chúng tôi đã tìm thấy các con vật cho buổi biểu diễn.
chắc chỉ có mình tôi nhận thấy trông chúng rất là quen. À, con vật nào nhìn cũng giống nhau vậy thôi mà, đúng không? Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu tổng duyệt thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian chuẩn bị. Được rồi, đã đến lúc sửa đổi thiết bị để chúng có thể bị lỗi trong quá trình biểu diễn. Khi họ bị thương, chúng ta có thể gọi đó là tai nạn. Tiến sĩ H, 6 giờ tối hôm nay, chúng tôi có một bất ngờ dành cho anh. Tiến sĩ H tới rồi. Các cậu đừng lo lắng. Chúng ta chỉ cần làm như những gì chúng ta đã diễn tập thôi. Thưa quý ông, quý bà, chương trình giải trí hấp dẫn nhất thế giới sẽ được ra mắt ngay trước mắt các bạn. Tuyệt vời, ảo thuật gia của chúng ta đã biến thành một trong những thần tượng nổi tiếng nhất mọi thời đại, siêu nhân thông minh. Thật nóng lòng được chứng kiến siêu nhân kỹ tính rơi xuống ngoạn ngục từ trên cao. Cậu đã sửa chiếc đu của cậu ta đúng không? Tại sao cậu ta vẫn đu được ở đó? Tất nhiên là tôi đã sửa. Nghe thấy đấy, tôi đã sơn lại và đánh bóng nó. Nghe có thể thấy nó tốt hơn nhiều so với trước đây. Ta nói sửa có nghĩa là vặn lỏng đinh ốc đi, chứ không phải làm nó đẹp và sáng bóng. Có vẻ như chúng ta phải trông cậy vào các quái vật để tấn công bất ngờ thôi. Bình tĩnh, tất cả những gì chúng ta phải làm là giữ thăng bằng và chúng ta sẽ ổn. Bố ơi! Cứ đấm vui vẻ. Chúng là quái vật ngụy trang. Tôi sẽ đi tìm người để lừa tôi. Vậy các cậu đã làm tất cả những việc này vì tôi. Tiến sĩ H, chúng tôi muốn làm anh ngạc nhiên. Chúng tôi muốn anh sống lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Cảm ơn các cậu.